Đây là màu đỏ lụ của nhà Tavon nè. Tho lên nhìn slay quá chừng luôn. Mấy bộ mà xài là chỉ có Metis thôi nha. Vì trong son môi có tinh chất hạt đậu dầu sẽ ngăn chặn tiến trình lão hóa da môi, cung cấp độ ẩm và các dưỡng chất nuôi dưỡng cho làn môi của mình trở nên mịn màng hơn. Dầu hạnh nhân sẽ giúp cân bằng độ ẩm cho môi, có tác dụng làm mềm và tăng cường độ đàn hồi cho môi. Ngoài ra, vitamin E có thể đẩy lùi nguy cơ chống lão hóa da môi, làm giảm các nếp nhăn da môi và đem lại một làn môi tươi trẻ mịn màng. Lúc này là môi của tôi rất là khô luôn á mấy bà. Đó, mọi người thấy không, tôi để mọc luôn để mà tôi tô cho mọi người thấy rõ được cái hiệu ứng khi mà mình thoa son môi lên á. Đó, thấy chưa, nhìn mịn lắm luôn á. Mà tô lên một cái xong là mình nhìn mình trẻ hẳn ra luôn. Bởi vậy chị em mình á là phải luôn luôn có một cây son ở trong người nha, mà không phải là chỉ một màu mà nên có nhiều màu để mình có thể thay đổi mỗi ngày nè. Yêu bản thân mình chính là yêu cái đẹp.